Phim tiêu biểu quý 1, Đàm Tùng Vận có hẳn 2 bộ, Cuồng Phong đích thực là hắc mã. Trong quý 1 năm nay, nhiều tác phẩm mới ra mắt với nhiều chủ đề đa dạng từ điên hiệp tới hiện đại. Cùng với đó là sự trở lại của nhiều ngôi sao màn ảnh như Lưu Diệc Phi, Lý Hiện, Đàm Tùng Vận, Vương Khải, Trương Dịch đã làm nên bữa tiệc màn ảnh mãn nhãn cho người xem. Hãy cùng chúng tôi điểm qua loạt tác phẩm hot nhất trong tháng 3 này nhé. Vị trí thứ 5, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Trong tháng 2, Trọng Tử và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đối đầu nhau khi lên sóng cùng một thời điểm. Tuy nhiên, xét về các yếu tố cốt truyện, thành tích hay dàn diễn viên thì phần thắng thuộc về tác phẩm của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch. Mặc dù ban đầu một số người đặt câu hỏi Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch liệu có phù hợp đóng thiên hiệp hay không, nhưng kỹ năng diễn xuất của họ chính là câu trả lời tốt nhất. Khác với những bộ cổ trang thường thấy, Tinh Lạc có nhiều tình huống thú vị, hài hước và thư giãn. Vị trí thứ 4, Quy Lộ Đường Về. Dù mới chỉ lên sóng, nhưng Quy Lộ Đường Về với sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã được yêu thích đông đảo. Không chỉ là bộ đôi diễn xuất sắc, cặp đôi nam nữ chính còn được đánh giá cao về độ đẹp đôi, phản ứng hóa học vô cùng ngọt ngào và ăn ý. Bộ phim có kết cấu nhẹ nhàng, không quá hấp dẫn đối với khán giả đam mê tình tiết cao trào, tuy nhiên lại có sức chữa lành với câu chuyện tình yêu ngọt ngào tái hợp tình đầu, được chính Mạc Bảo Phi Bảo tham gia vào công cuộc viết kịch bản nên đảm bảo được nhiều chi tiết chuyển thể, giữ nguyên được những cảnh quay cũng như lời thoại đắt giá trong tiểu thuyết. Thứ 3, Đi Đến Nơi Có Gió. Với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, Đi Đến Nơi Có Gió những tưởng sẽ thành công vang dội, tuy nhiên vấp phải nhiều đối thủ nặng ký như Hướng Gió Mà Đi, Cuồng Phong nên đề tài thảo luận của bộ phim ngày càng thấp đi. Sở dĩ số lượng phát sóng của Đi Đến Nơi Có Gió không cao chỉ vì các đối thủ quá mạnh mà còn vì đề tài. Tiết tấu tình tiết của phim chậm rãi nhẹ nhàng, cũng không phải tác phẩm ngôn tình đơn thuần nhẹ nhàng chữa lành. Dù thế, đối với ai là những người hâm mộ tác phẩm nhẹ nhàng thì đây quả thực vẫn là một bộ phim rất đáng để theo dõi. Thứ 2, Hướng Gió Mà Đi. Đàm Tùng Vận quả thực nữ hoàng rating của thế hệ tiểu hoa 90. Dù vấp phải đối thủ nặng ký nhưng Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải vẫn có rating ổn định, nơi phát sóng hiệu quả vượt mốc 100 triệu trong ngày. Khán giả không chỉ dành lời khen ngợi cho kịch bản mà còn dành nhiều tán dương cho phản ứng hóa học tốt của bộ đôi nam nữ chính. Mặc dù thiết kế nhân vật còn một vài điểm thiếu sót, nhưng chỉnh nhờ kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính đã mang tới sức hút riêng cho tác phẩm. Thứ nhất, Cuồng Phong. Được đánh giá là hắc mã màn ảnh, Cuồng Phong đã tạo nên một làn gió mới đầu năm với thành tích nổi trội. Trên nền tảng trực tuyến, phim vượt qua Thương Lan Quyết Ở Rể và trở thành phim có nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay. Chỉ trong tháng 2, số lượng lượt xem của Cuồng Phong đã đạt quá 5,8 tỷ trong bảng xếp hạng Vân Hợp. Không những vậy, Cuồng Phong còn mang lại danh tiếng cho dàn diễn viên góp mặt như Trương Dịch, Trương Tụng Văn hay Lê Nhất Đồng. Cốt truyện hấp dẫn, kịch bản chặt chẽ lôi cuốn và dàn diễn viên chất lượng đã tạo nên thành tích nổi bật cho Cuồng Phong, trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong đầu năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.